Và ok, hello xin chào mọi người. Mình vừa mới đi Mai về, đã lên một từ nô cao. Rồi xong. Không biết khi này chết thật hay chết giả trời. Đây render, có kim cương vào, lấy cái cúp gia tài ra. Dạ. Final rồi. Xạo. Ủa ông lấy nhiều không? Ờ, đúng thôi, để đâu kìa. Dạ, ủa. 15 vỏ ông ơi. 15 vỏ à. À, còn lại là bú hết rồi, bú sạch luôn, không 15 còn vỏ. Gì hết. Ờ, à, tôi không có dư vỏ nào. Đấy. Tôi không có dư vỏ mà. 16 vỏ cho nó chẳng. 16 với 2 là được 8. 8 hộp. Mà cái này ông có 15 mà. Tôi có 15. Thì đây 7 hộp đó. Bán tôi 2 hộp đi. Rồi. 2 hộp 20 kim cương sao được không? Má ơi hết than rồi trời. Nào. 20 viên kim cương. Từ từ đó đập ra cái 6 viên nè. Mười ba viên là 19 nè. Rồi, rồi đập đi. Rồi. Lời quá lời. Ok. Rồi, tôi lấy rồi. Phải tôi đập số con gì còn lại cái. Rồi. Ê. Cho anh, cho anh. Dễ mà. Dạ. Rồi. Không lấy. Ngon. Ngon quá ngon rồi. Ok. Tôi đang có hồi từ chút lộ chứ. Ai quên nữa cái render của tôi. Không giỡn mà. Quên. Không có cần này rít không? Cho này rít nè. Tôi cần một mảnh. À nè. Nó thiệt á, hang mình để trong nhà là mất hết trơn. Không hiểu luôn. Còn như đây chắc nhiều à. Em đang buồn hay vui. Đi giúp đi để khi nào mà ông có gì tôi sẽ nghiêng một phê ông, tôi sẽ hỗ trợ ông hay mình. Ân tình cương là hỗ trợ chứ, là ân tình chứ. Nếu kim cương ông to như bánh xe bò vậy đó nè, áo nè. Phô nè rồi người ta còn lấy. Rất là vui vẻ với nhau. Tôi hỏi rằng là vị cô nương gọi là San Hanthi này gặp chúng tôi ở đâu và có nhìn thấy hai mặt mũi của hai anh em nhà chúng đúng tôi rồi, không? Có thấy rõ mặt không? Có quay có được không? Mặt không? Tôi có thấy cái thân nha. Thấy cái gì? Cái thân nào? Cái thân nào? Cái thân nào? Cái thân nào? Là cái gì nhỉ? Không, cái thân người á. Không phải thấy rõ mặt mày chứ cái thân. Xuống. Ôi giời cô nương ơi, bây giờ người cũng rất là giống. Không, không thì giống người với nhau thì có gì đâu. Bây giờ phải thấy mặt chúng tôi như thế này. Đấy, hai anh em nhà chúng tôi tuy có ăn mày thôi nhưng mà vẫn đẹp trai. Thì có bằng chứng là hôm qua và lúc khung giờ đấy thì hai người ăn ở chỗ khác không? Thế cô nương có ai gọi là nhìn thấy hai chúng tôi gọi là làm gì cô nương không hay như thế nào? Thế nhưng mà hôm qua cô nương đúng rồi, lỡ như cô nương gọi là có nhìn nhận tôi không? Vậy là sao rồi? Ồ, trời. Chúng tôi là cô nương gọi là du oan cho tôi rồi. Không có oan gì hết trơn á. Thứ là cái thân rất là giống. Thứ hai là cái giọng. Thứ ba là chỉ có hai người thôi, làm gì có ai khác đâu. Không, cô nương cứ nhầm thôi. Rõ ràng hai chúng tôi hôm qua rủ nhau đi Mai. Đúng đấy, đúng là đúng kim cương. Người trong đây rồi. Ngày hôm nay đào được nhiều kim cương lắm mà. Thật, cô nương. San, bây giờ nha. Không phải, bây giờ nha. Người tôi trộm thôi. Bây giờ, hay dùng lại à, bây giờ nha. Anh Di là trợ lý của tôi, nhưng mà hai nói chung là hôm qua tôi có nghe lại San Hanji kể là hai huynh đài giết San Hanji mà không có lý do. Tại sao được hai huynh đài làm thế? Thôi được rồi, bây giờ này tôi bảo này, hai vị huynh đài, tôi thực ra là tôi này hướng nổi. Tôi không dám tiết lộ gọi là danh tính của thân chủ đã thuê chúng tôi, nhưng mà tôi chỉ nói một điều thôi, là hai vị gây hấn ngay thì có người đúng rồi. Cho là được thuê.
khoản tiền rất lớn. Đấy, thì tôi bảo vệ thanh danh không khai bất kỳ thông tin gì. Mong hai vị thông cảm. Nhưng mà đây là tôi làm việc là tụi tôi uy tín, nhưng mà tụi tôi không lấy đồ, tụi tôi không hề lấy đồ. Chúng tôi chỉ gọi là làm việc trên phương diện đó là dằn mặt thôi. Chúng tôi không gọi là đúng rồi. Nhưng mà hồi nãy tôi có nghe hai vị bên đài nói là không có làm gì và kêu bằng chứng thì sao giờ lại khai ra. Tụi tôi có đang làm gì đâu. Đúng rồi. Ok, áp càng cũng không. Mình làm mấy cái vô đây rồi. Hồi nãy mình gặp anh Vịt á. Cái anh gần cuối bảng á. Anh Vịt á, mà sơi. Mình, tuy nhiên anh tích cho mình cái điểm sống nên mình cho anh hai cái totem. Không, em không có lấy thiệt, em không có lấy. Có được kiểm tra bên trong nha. Yeah. Anh ghét rồi, anh ghét. Trời ơi, sao nói là sao? Anh ghét rồi, nè. Rồi, đó anh đi San. Ai? Hớt, sẽ kiểm tra bên trong. Là người nhặt không những cái sở lượng kim cương đó. Lúc đó là chỉ có San và Ojin thôi. Tôi nghi ngờ nhất. Kiểm tra Ojin trước đi. Người tôi nghi ngờ nhất chính là người này. Đúng rồi, tôi đắng mắng. Mày đó. Đâu có gì? Chết rồi. Chết cái đầu mày. Ô, chết đẹp vô cùng tận, còn biết ừ. Là đỏ giọng nữa. Đâu, bị bệ giọng á, bị bệ giọng á. Em chết đẹp vô cùng tận, có kim cương không? Để phụ nha anh. Không, à, anh được nghe được làm được em được đâu. Được rồi, bé này nói giọng nào nữa. Ủa, cái tôi bao bị ngáo hả? Thì... Thôi San ơi, nhớ như là anh dặn nghe. Cố lên nghe chưa? Dạ, em sẽ cố gắng. Giỏi lắm. Vì tương lai của chúng ta. Nghèo lắm ông ơi, nghèo lắm. Ông phải chọn tôi mới đúng. Một khoảng thời gian thôi. So sánh thôi. Ông còn ông là một người full netherite. Tôi là một người tốt. Cho nên là tôi chỉ là con rồng đi lạc thôi. Đúng rồi. Sư phụ làm quân xà lõn chứ không đùa gì. Thì đó cái quân xà lõn đó. Qua đây không? À đây rồi. Anh bị xui ơi. Cho hỏi là cái cổng đến với cái thế giới đi farm kinh nghiệm ở chỗ nào nhỉ? Sư ở kia mất rồi. À, chỗ đây có cái canh cổng rồi nhỉ? Chỗ kia ai đập rồi? Chỗ kia ai đập rồi? Okay, đi đường nào đi xuống đấy đấy. Hẳn rồi. Ok. Nhà của San Han Ji. Nhà của San Han Ji. Không ấy lại gặp nhau ở đây rồi. Các vị có thích chơi một cái trò đỏ đen không? Tôi không thích cái này. Không, thật ra đỏ đen này nó hợp pháp. Nó rất là minh bạch. Dân chủ công bằng và văn minh. Hay nói chung là cái này là may mắn và là không ai hơn kém ai cả. Sư đệ có vừa lấy con sỏi không? Đây còn sư huynh đây. Ai mà gọi là đập ra được đập cái lớp sỏi là đúng rồi. Ai mà đập được ra cái gọi đá là cái lửa à, người đó ăn là win. À, đặt cược thì đặt cược là 10 viên kim cương. À trước nhỉ? 10 viên kim cương. 10 viên kim cương một lần chơi. Đúng rồi. 10 viên kim cương một lần chơi. Hai vị chơi không? Ok luôn. Đây được quá. Đây để quá là một cái rương. Đây có xương đây đặt kim cương. Bỏ tiền đặt cược vào đây nhá, bỏ tiền đặt cược vào đây. Rồi đặt cược đây là hai vị sư huynh để chơi luôn đúng không? Một mình chơi luôn không nhỉ? Rồi ok, thế là 30 viên đấy, tổng cộng là 30 viên. Là còn 10 viên đâu rồi? Có người nào nữa? 10 viên nữa. Vị sư huynh trắng này có chơi không? Anh quay chơi không? Đưa nè. Là phần tay nhớ nha, trong người không có bất kỳ một cái block này nha. Ok. Tay á. Vị sư huynh này có muốn chơi lại không ấy nhỉ? Không ấy, chúng ta 4 người đi. 4 người là hợp lý này. Có 4 người này. Đấy, lại thêm 10 viên kim cương nữa, vị sư huynh Karet á. Đây, sư huynh Karet có muốn chơi lại không ấy nhỉ? Vẽ vị sư huynh này đi khám xét. Dán rồi. À, lộn, nãy giờ tôi chưa mất. Tôi chỉ còn có 300 viên thôi, tôi chưa có chơi được mấy vị bên đài à. Tôi phải trả lương hả? Trả lương cho gọi là những người xây dựng bên tôi là 200 viên rồi. Thì bây giờ sư huynh nếu mà chơi sư huynh được thêm mà chơi thì ăn thì sao đúng không? X 4 lần đi thì lãi luôn đi. Hay là 4 người đấy, đừng sợ. Đấy. Mấy gì huynh đài. Ok. Vậy thì tôi sẽ chơi thêm một lần nữa nhé. Tại vì tôi cũng khá là người là cay cú. Thích chơi. Tại vì tôi cũng thắng một lần rồi. Rồi ok. Thắng một lần không lẽ lần này không thắng nữa đúng không? Rồi. À như làm lớn nó phải thôi. Được rồi. Nào đặt vào đặt rồi, đủ 10 viên nha. Rồi, kiểm chứng đây là có đúng 4 viên này. 4 viên rồi, 40 viên rồi. Rồi, mở một góc đặt đi. Đập trước. Sư huynh nào muốn thích đập trước thì đập lên, dùng tay mà đập. Tay không đập nha. Rồi, để tôi cho. Rồi, OG đi. Rồi, Karet đi. Rồi, tôi đập cho. Rồi. Ôi, rồi. Tiếp theo tới trắng đi, tới trắng nè. Rồi, trắng rồi. Tôi
đấy, đấy. Xuân xuân đây. Ok, gì đấy? Đâu đâu trắng đập, trắng đập rồi, trắng đập rồi phải không? Rồi, đấy, ôi. Tôi ai đập chả được, tầm này quan trọng gì? Quan trọng là cái sỏi cái kia chứ nè. Rồi, xuân anh đập đi, xuân anh. Ui, chết giả, run quá rồi đấy. Run. Run quá rồi này. Tầm này 4 người là hơi run đấy xuân anh ạ. Anh quay. Ai đập cũng được. Ôi. Miễn sao là đủ lượt. Đây rồi, xui ngay, xui ngay. Rồi, rồi, ăn này. Đâu, để xui ngay gọi là. Ui, rồi, không ghét nữa chứ đà. Quan. Ôi, mấy gì quan đà này có vẻ là đen quá nhờ. Tao tìm quá xui ngay. Ôi, thầy ơi. Thầy ơi. Nhìn thế này, hai vị xui ngay. Ui. Ui. Rồi, anh ghét rồi, chết dở rồi. Đến những cái lần cuối cùng là hết dễ rồi. Rồi đến bà la. Tôi phát hiện ra nhà cái đến từ châu Âu có vấn đề nha. Tôi phát hiện nha. Tôi xin được phép đúc vốn nha. Tôi không chơi nữa. Không, chúng ta. Ôi trời ơi, các vị sao lại chạy hết này? Ôi, trả lại 30 viên kim cương các vị ơi. Chết dở rồi. Tôi tưởng bờ lắc nó bay vào, tôi vứt ra vừa nãy tôi có nhặt cái gọi là đá lửa mà. Hai ba vị ơi. Ôi, ba vị chưa gì đã sợ ba vị lấy cả của tôi. Chết giờ. Hai vị này có vẻ là đang gọi là khiêu chiến cái chỗ này sao mà dám gian lận trong cái sòng bạc ấy nhờ. Không hề, tôi nói rõ này là tôi gọi là nhặt bờ lóc lên thì nó bị phun túi, nó bị phun túi thì tôi vứt nhầm cái kia ra để tôi nhặt. Thế các vị chưa gì đang nghĩ tôi đã bảo tôi bây giờ thì thì huynh đài này phải để ra 10 viên kim cương bồi thường cho tôi. Không, tôi sẽ băm hai vị đấy. Này, tôi nói rõ ràng cái luật là không được cầm gọi là khói két, khói sỏi như này với lại. Chưa có luật nào cả. Trong dương của tôi, bây giờ tôi chơi ở kia, tôi bảo là tôi cầm này để đi chế cái cánh cổng nê đời. Tôi xuống đi farm. Không được gì anh đại ơi. Tôi đi tìm cái cổng đi farm. Bây giờ các vị có trả 10 viên kim cương của tôi không? Tôi chưa nói thắng, tôi thắng. Đây, ai là người giữ 10 viên vậy? Nàng ơi. Đây. Từ từ. Đấy, trả 10 viên ở đây của tôi rồi. Nào, có chơi tiếp không? Chơi này tôi lại đặt đây để chơi xanh chín đấy. Tôi đã bảo tôi không có các vị chưa gì đã phải sợ. Tôi bảo ê vứt nhầm rồi, các vị đã sợ rồi. Đấy lại lấy của tôi. Đấy. Tôi thì 10 nữa không đáng đâu, nhưng mà mất tình cảm anh em ấy. Nào, chơi tiếp ông ba vị ơi. Chơi đi. Ôi dê đâu dê, đưa 10 viên đó cho anh đi. Rồi. Nào, chơi đi ba vị ơi. Ủa em reply chưa? Ủa? Chưa. Ủa reply mà. Không nhắc tôi không nhặt nhá. Chết dở rồi. Ủa, làm gì có? Không. À đây. Thì coi như là 10 viên này tôi phạt hai vị anh đại, tôi sẽ không luôn. Không. Vì bây giờ không lấy lý do gì phạt. Vị huynh đài không lấy lý do gì phạt. Coi như là tôi vừa thua một trận lúc nãy. Rõ ràng là mấy vị anh đài lúc nãy nó có nhúng tay vào cái bên phe thứ ba thì phải. Không. Cho nên là tôi thấy khá là nghi ngờ đấy. Vì Crest này tôi nói nghe này, ngay từ đầu tôi đã bảo là hãy đưa cái phần link này cho tôi đấy, để tôi và đi chế tạo cánh cổng. Tôi sang đây tôi đi tìm cánh cổng đây này, hỏi hai vị linh này này, tôi đang tìm cánh cổng để tôi dùng bật lửa tôi châm để tôi đi qua bên kia farm XP đấy. Thế tôi giữ trong người đấy là có lý do chính đáng. Thêm nữa vừa tôi cũng chưa bảo tôi thắng, tôi bảo ê nhầm đấy. Đúng rồi, tôi có bảo khoan mà. Tôi nhìn rất là giả mấy vị huyện quân đài à. Cho nên á, này đâu thể đơn giản mà chúng ta đang đào. Vị quân đài lại có thể ném một cái trùng hợp ra như vậy. Bây giờ có hai option này cho vị này. Một là chúng ta coi như chưa chơi, hãy để lại 10 viên kim cương của chúng tôi ở đây. Đấy, tưởng ai nấy đi. Hai là chơi tiếp. Tôi chơi tiếp. Đấy, còn các còn tôi thì không chơi nữa và tôi sẽ tịch thu luôn 10 viên này, coi như là lấy lại cái số lượng tôi vừa mất lúc nãy. Còn nếu mà hai vị huynh đài muốn như thế nào thì tôi sẽ như thế đó. À thế à, thôi được rồi. Thế thì nói chung là nếu mà vì 10 viên kim cương là mất tình cảm, tôi nghĩ nó không đáng đâu. Tôi nghĩ rằng cho huynh đài suy nghĩ lại đấy, nó không đáng đâu, 10 viên đấy. Thực ra 10 viên cũng không có to tát. Nhưng mà cái việc mà gian lận ở trong thế này á thì nó lại rất là to, cho nên là tôi phải làm cái gì đó để có lại cái sự công bằng. Sư huynh cứ lấy thôi thì tình cảm cũng coi như từ đây không còn thôi, thì lúc đấy
Tôi có lý do rồi, tôi chỉ cần có lý do thôi. Lý do thì mấy vị quân đại muốn làm sao cũng được, còn tôi thì đã quyết như thế này rồi. Có thể sắp tới là chúng ta phải gọi là chiến đấu với nhau đấy, nhưng mà hy vọng là chúc mấy vị quân đại sẽ thắng nhá. Bây giờ tôi nghĩ rằng này, ở đây thì có 3 vị giúp tôi đúng không? Nếu không thích thì xem 9-1-1 đi. Rồi, mấy vị quân muốn như muốn đánh như thế nào? Cởi đồ ra, cầm kiếm bằng nhau 1-1 luôn. Ơi sao tại sao lại như thế được? Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi. Sư huynh muốn xanh chín không? Nếu mà xanh nếu mà xanh chín là chúng ta đã chơi cái sỏi đó xanh chín ngay từ đầu rồi. Thì sư huynh muốn xanh chín mà tôi cũng đang xanh chín đây. Bởi vì sao? Bởi vì tôi bảo này, bây giờ bọn tôi thì đấy vừa mới vào thì để đồ kim cương chúng tôi là quý báu. Bây giờ đồ kim cương với các vị chả là cái gì? Bởi vì các vị giàu như thế này. Đấy, thì bây giờ là xanh chín đúng không? Cải đồ ra, cầm kiếm sắt, thế mới là xanh chín. Bây giờ xanh chín sẽ là như thế này nè, trận chiến này á hoãn lại. Bây giờ mấy vị sư huynh đài cứ cày đồ neo ra đi, khi đủ đồ neo ra thì tu xanh chín mấy vị huynh đài luôn. Thì chỉ có một mình tôi ở đây thôi. Thôi được rồi, tôi nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng là tầm vài ngày nữa tôi sang để tôi nói chuyện hẳn hoi. Cái này là đúng rồi, chỗ của tụi tôi á nó cũng không có còn nữa rồi. Chỗ tụi tôi là cái chỗ mà cái vương triều bự bự bên kia đấy. Cho nên là hẹn mấy vị huynh đài sắp tới nhá. Hai vị huynh đài này có liên quan gì đến gọi là cái vương triều đấy không nhỉ? Không đúng không? Đúng. Tụi tôi là không nhỉ? Là hai phe khác nhau. Hai phe khác nhau không? Thế thì chúng tôi sợ cái gì mà chúng tôi không phải xoắn? Sư đệ, dứt. Không phải sợ. Sư đệ, hôm nay sợ cái gì? Hả? Anh không hay nhá. Ấy có cái gì nè? Ý. Để đâu đấy anh nhặt cho. Để đâu. Chung á, để anh nói cho hai đứa em. Tại vì á bây giờ giáp anh mạnh hơn, cho nên là anh chiến thắng được bọn họ. Nhưng mà hai người cũng là bị hại trong cục này, cho nên á cũng phải đứng ra để tự bảo vệ bản thân, hiểu không? Dạ. Cho nên là sau này á cứ bị hại thì cứ chiến thắng lấy lại cho bản thân, đừng có sợ ai hết á. Ok này. Ai cũng không đánh lại chúng ta đâu. Thôi thì tới đây thôi, còn tất cả đồ ở đây á mấy vị huynh đài cứ nhặt lại xong bỏ ở rương cho người ta đi, anh có chuyện phải đi. Ok, không người ta kéo qua đây đấy. Ok nhá, em phải dọn nhanh lại lại. Tâm bi. Ok đó, mày em dọn lại thôi. Bắt đầu rất là nguy hiểm rồi đó anh à. Chúng ta nên làm gì đó, bắt đầu. Chúng ta không nên hiền nữa. Chúng ta không nên hiền nữa anh à. Đây à, giờ hiện tại hiền lính tới cao nhất là 18. Trời ơi, anh mới thì chết mất hết rồi. Ô, chào bạn. Ok.